Chiều nay, đoàn công tác số 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng do trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tiến dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Thạc Giáng, quận Thanh Khê về thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị năm 2021. Ngay từ những tháng đầu năm 2021, thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Ủy ban Nhân dân phường đã tập trung chỉ đạo thu ngân sách bằng nhiều giải pháp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên tình hình thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Tính đến cuối tháng 9, thu ngân sách được 7.260 tỷ đồng, đạt 69,58% kế hoạch năm. Trong 3 tháng cuối năm, Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống COVID-19. Đồng thời, lãnh đạo phường kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể để Ủy ban Nhân dân các phường thực hiện công tác quản lý thu chi một cách đồng bộ, nhất quán, mua sắm các trang thiết bị, hệ thống máy tính đảm bảo yêu cầu công việc chuyên môn của cán bộ công chức. Mức lương hiện nay của người hoạt động không chuyên trách phường còn thấp, chưa đảm bảo mức sống, đề nghị thành phố quan tâm về chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách phường.